Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhảo.vn. shopbanhảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ chơi về vị tướng Zephyr, một cái vị tướng đấu sĩ sát thủ rất là khó chịu cũng như là rất là gấu lì của Liên Quân Mobile. Trận này thì mình sẽ không đi rừng nha các bạn. Nói chung là vị tướng Zephyr mình cũng làm rất là nhiều rồi. Dung nham thì mình có đó là càng nhiều luôn. Nhưng mà cái clip về vị tướng Zephyr đi đường tà thần thì rất là hiếm có và khó tìm. Hôm nay mình quyết định làm clip về vị tướng Zephyr đi đường tà thần với cái chừng chỉ trong tay. Yes, trời ơi. Hôm nay em vấp ngã, chỉ biết nhìn xa. À, hôm nay em vấp ngã, chỉ biết nhìn xa xăm. Sao em? Sao em vấp ngã xa thế? Hả? Thương quá cơ chứ. Ngổ khỉ này, chọc cho một phát, xỉa cho một phát này. Các bạn biết vị tướng nào để mà đấm nhau với cả ngộ khỉ mà không sợ nó không? Đó chính là Zephyr đấy. Các bạn biết tại sao hôm nay mình chơi Zephyr rồi chứ gì? Đó chính là mình thấy các bạn có ngộ công là mình quất magic ngay. Nhưng mà tính đi rừng cơ. Đồng đội mình bạn ấy cầm vị tướng Rapalas. Bạn ấy quyết định cầm vị tướng Rapalas đi rừng. Xin rừng thì mình ok nhường thôi. Trời ơi, mình là con người chơi gọi là nhường đồng đội hết, cho đồng đội những cái sự lựa chọn gọi là ok ngon lành cành đào, còn mình thì kệ không sao hết, đi đâu cũng được, đi YouTube cũng ok, chuyện nhỏ. Đây là con chim đầu tiên này đó. Nói chung là trận này ngộ không trăm bạn không bao giờ ăn được chim các bạn ạ. Mình cầm cái chừng trị thế này, ôi cỏ ôi con sói còn không có mà ăn chứ đừng nói con chim nhỉ. ghê, tốn mana quá. Zephyr này tốn mana cực các bạn ạ. Được cái thì nó trâu này, nó sát thương nó khỏe này, nhưng mà cái điểm yếu của nó là tốn mana cực. Bởi vậy đâm ra thì các bạn phải cầm vị tướng Zephyr đi rừng thì mới phát huy tối đa sức mạnh của nó. Chứ nếu không nó cứ hết mana hoài khi mà đang combat là mệt lắm luôn các bạn ạ. Rất là khó chịu vị tướng Zephyr đấy. Nhưng mà nó mà hết mana thì nó cũng chỉ là một con thứ phế vật thôi. Đấy, bởi vậy đâm ra thì mình khuyên mới. Ui dồi ôi, phải cái trường. Sao nhiều người họ có thể chat những cái câu thà đến thế nhỉ? Trời ơi, thật không. Làm cái gì mà căng quá vậy cái chứ. Chơi vào game, phô hết chơi luôn. Hấp dẫn nhờ. Nhiều bạn thật thà, mình thích nhỉ. Ui giời. Về. Mọi người đang xem clip của mình đừng quên cho mình một like với nhá. Một lượt đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi clip của mình trong suốt mấy năm vừa qua. Không biết có bạn nào coi từ 3 năm trước không ta? Hay là bây giờ các bạn mới xem biết nữa. Ui ôi. Wow, mặn quá ta. Mặn mẻ. Đáng sợ quá trời luôn. Vô đây. Nào. Solo với mình thì ngộ không không có cửa các bạn. Chép bạn ấy đấm trước luôn ấy. Bạn ấy cũng không có cửa để đối đầu với cả mình được hết. Bởi vậy đâm ra mình là kèo trên mà. Mà kèo trên là mình phải đi gọi là bye. Đấy. Mọi người xem mình cho nó này. Nào. Ui giời ơi. Kinh ghê nhờ. Nào. Ôi. Nào. Ôi. Anh ơi. Anh ơi. Ôi. Sao chạy méo nào nó hồi chiêu nhanh thế nhỉ? Mới thấy nó lướt chưa một xong cuối cùng quay đi quay lại cái nó lạ lướt tiếp rồi. Chết em luôn rồi chứ không ngủ em ghê cái chút đùa. Buồn quá đi thôi. Buồn quá đi em ơi. Anh biết trách ai bây giờ. Và đấy hơi đen các bạn. Các bạn biết sao? Cái bức tường nó mỏng quá. Nếu mà mình nhảy qua một cái bức tường dày mà mình trêu nó ấy, chắc chắn nó không bao giờ lướt được qua bức tường dày. Tại vì chiêu mục của nó giữ bức tường mỏng hơn được thôi. Hơi dại các bạn. Mới vào đâm ra hơi ngáo ngáo một tí. Không sao. Nó ăn mình một mạng. Mình phải ăn lại bùa của nó 10. Các bạn nên nhớ một điều như thế. Ghét rồi. Để cho nó ăn một mạng để mình cố tình gọi là cho nó tí nữa. Không còn con bùa nào mà ăn cho mà xem. Đây một con đầu. Đây là con thứ hai này. Ừ ở đâu con đầu tiên chứ. Hồi nãy mình chạy qua mình đã ăn được con nào đâu. Nó đập mình chết luôn đấy. Một con đầu tiên nha các bạn. Để mình mọi người xem này, mình phải ăn 10 con bùa của nó. 10 con nha các bạn. Mình đếm đúng 10 con thì thôi. Láo nháo ở bưởi. Giỡn mặt. Tôi mana quá nhỉ. Đây. Con thứ hai của tôi. Con thứ hai của tôi.
thằng. Bùa ơi, bùa ơi. Dạ, bập đi à, bập bẹt bẹt đầu nè. Mày giỡn mà sao bưởi. Hai con bùa con, một con bùa xanh, một con bùa nhỏ. Ok chưa? Đấy, này thì đáo láo nháo à. Ăn mình một mạng phải trả giá gấp 10 lần. Để xem bạn đây có thấy xứng đáng không. Mình là mình, chơi phải nói là phải làm, không làm thì đừng có nói. Hai con rồi nha các bạn, cố gắng quốc 10 con nghỉ. Ừ, ui rồi, sao có thể pha đấy mình đập mặt vào tường một cái bể tường như thế được nhỉ. Ôi cái mặt mình, mặt như mặt trâu hay mặt bò mà đập mặt vào tường như thế coi được hả. Cái thằng Zephyr này dưỡng mặt hả. Cho đây, vô đây, vô đây. Bụp nè, bụp nè, bụp nè. Biệt sơi nó. Này thì lì này, này thì lì này. Ui, 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 ui. Wow. Gắt quá, gắt quá, gắt quá. Anh em bên kia gắt quá. Ê, team bạn hiện tại đang tràn ra khu vực đường giữa và làm láng team bên mình luôn. 4-7 luôn. Trời ơi. Các bạn thấy mình chơi Zephyr thì top chán không? Không phải là cái con tướng Zephyr để đi top chán đâu mà các bạn. Mình top đánh nhau ít mình chán lắm. Ui ôi, nhầm. Mình thích đi mấy đi rừng cơ. Đi rừng đánh nhau liên tục sướng. Còn đi top chán muốn chết. Quá buồn cho một cuộc tình luôn. Nào 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 nào. Ơ ừ, đập đi, đập đi. Đập đi. Này thì xảo xảo này ba con. Thôi được rồi. Mình ăn có một con quái mình chạy mà mình có làm cái gì bạn đâu, bạn căng. Bạn căng không? Thì bạn thích căng không? Xúc bạn luôn bây giờ. Xúc đoạn luôn chứ mình sợ gì bạn đấy. Vô đây mà căng này. Ô, này thì lì này. Mà thôi ăn ăn 10 con nó nhiều quá các bạn. Ăn 5 con thôi ha. Cho bạn ấy còn biết đường hối lỗi. Chứ giờ mình ăn hết rừng của ta bạn, tội nghiệp bạn ấy sẽ không thể nước mắt chảy nước mũi. Rồi có khi chửi đồng đội, sẽ tạo ra những cái tình huống gọi là chửi nhau cực kỳ gắt. Rồi những các bạn, các bạn, đồng đội các bạn sẽ bị áp lực tâm lý và AFK. Ui giời ơi, thế nó không nên. Chứ game là phải công bằng 5-5. Đấy, ngon rồi. 8-8 rồi đây kìa. 5 con thôi ha. 5 con, 3 con rồi, còn 2 con nữa. Đây, qua mình thời luôn luôn đi. Cho nó đỡ buồn. Cho nó đỡ cáo. Yo. Ất đủ. À đù, mày hả bưởi. Đưa con quái đây coi. Khốn nạn. Không có các bạn. Nó ăn mất tiêu rồi. Ngộ khí tam bạn nó biết lưu bố không có xài mana đâu mà nó quất con bùa mất. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Ô, ô. Cái chủ này, cái chủ này. Ui dồi, nó đẩy kìa. Này đẩy, ui, 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 khó chịu quá. Nó đẩy kìa, nó cậy kìa. Chứ cuối của vị tướng AZK này nhiều lúc nó cũng rất là bóp nha các bạn. Trời ơi, lúc mình lao vào mà cái nó lại đẩy đi mất tiêu luôn. Nhiều lúc nó bóp lắm. Đâu rồi, sao đây? Sao đây, bạn bữa đây. Ây giời. Thế à? Quất con rơi coi. Mình cầm chừng trị mà các bạn. Chừng trị mình phải ăn chứ. Phải ăn chứ. 11 cái điểm rồi. Đây, 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 đây. Cơ hội tỏa sáng của tôi là đây chứ đâu. Ăn mạng ở đây chứ đâu. Ui dồi ôi, hết mana với cả cho nó đông quá. Cố lên, cố lên, cố lên, hay quá. Bẹt đầu nè, một em. Vô mắn rồi, ai da. Wow, trời ơi. Gì đây. Wow, 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 ngủ khí, ngủ khí, ngủ khí này. Ngủ khí này, quất nó. Hết mana, ôi. Hết mana, ôi các bạn ơi. Chán thế nhở. Qua đây kiếm có con bùa xanh. Đây, 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 con hàng. Con hàng là đây chứ đâu. Đấy, lại có bùa, lại có bùa. Rồi xong, bốn chú. Quốc thêm con này là 5 con này. Mày hả bưởi, hồi nãy dám giết tà hả bưởi. Nhỏ, bẹp, nhỏ. Giỡn mặt, 5 con rồi nha. Giết một mà phải ăn lại 5. Thế mới chẹo. Ôi, đồng lắm, đồng lắm. Ê, ê, bé khỉ. Ôi, bé khỉ, bé khỉ, bé khỉ, bé khỉ, bé khỉ, bé khỉ. Bé khỉ căng quá. Sao? Bạn à, Mina bạn ý muốn cái gì vậy? Bạn muốn win tôi hay gì vậy? Hử? Bụp nè, bụp nè, bụp nè, vô cái tực nè. Pha 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 pha. Chắp. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, phết. Bẹt đầu nè, xỉa nè.
Hello baby. Ôi rồi, ôi rồi. Hello baby. Wow, nó xỉa kìa. Ghê à. Lên trời nè mấy cậu. Bập nó. Quất, ai da. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Trời ơi. Cái gì thế nhờ? Các bạn làm gì thế nhờ? Đậu xanh nó lao vào ứng đung 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 đung. Cuối cùng mình bị mình xử, xử đẹp luôn. 12-12, trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Hấp dẫn thì cho mình một comment với, like cho mình, đăng ký kênh cho mình với nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Oh. Oh yeah. Nhường bùa cho bạn ấy chứ. Bạn ấy là đi rừng mà, mình có phải đi rừng đâu. Ngô khí. Ngô khí, bé khí ơi, bé khí ơi, bé khí ơi. Oh man. Ui bùa đỏ này. Trời ơi thèm quá nhưng mà đem đến đó đông lắm. Không ăn được bùa đỏ đâu. Ơ Mina này làm gì vậy? Bạn Mina bạn làm gì vậy? Ơ bạn này bị ngáo rồi. Một mình mà đòi ăn cử tứ à. Này thì ngáo đá này. Sọc luôn anh em. Chơi luôn. Xỉa luôn. Ngán nhìn con rắn nào. Quất luôn. Quả cầu băng xương à. Ngô khí, ngô khí. Ngô khí. Anh khí ơi. Anh khí ơi. Ơ còn quay lại à. Ơi xời ngon. Chết. Nguy hiểm. Ui may quá, xem chết. Anh à, con bùa đỏ này lấy máu coi. Hình quá. May có Violet nó đứng ra nó đỡ cho không. Con tèo do nó bắn mình chết đấy. Giờ mình sẽ cho nó cái cây dìu Hyuga nhá. Cái dìu Hyuga là có vừa có máu này, vừa có giáp này, lại còn vừa có kháng phép này. Ổn. Follow me. Yo. Bụp nè. Chơi nè. Lên trời nè. Ý. Mày hả bữa ấy. Ui giờ mình phải đợi chờ các bạn. Đợi chờ cho thêm bạn là cái đợt thời tới. Đây. Một con hàng đi lẻ. Hello. Hù. Trời ơi. Hù cái. Cái bạn hú hùng chạy tình lum ta la hết giờ. Chạy mà bó hết cả dép. Dữ quá. Mày hết mana nữa rồi. Đừng có kéo. Trời ơi má. Bạn crack ra mình mà kéo vào đây. Có bùa xanh ơi. Xanh ngon. Ngon lành cành đào bạn ơi. Ngon lành cây nào bạn ơi. Thôi. Đừng. Chết. Thôi, em sai rồi. Lỡ bố theo bạn ghê quá. Bạn đánh ghê quá. Sợ. Ơ ngộ khí đấy. Ngộ khí ngáo cần này. Láo nháo à người. Sao? Bạn Mina này làm sao? Mina là cù cưa. Thôi được rồi. Nó đâu thì kia làm sao mà chơi được. Ừ. Này thì The Flash với chúng tôi này. Giỡn mặt hứ. Quýt cho chết luôn. Ăn được có hai mạng các bạn. Trời ơi, đi tốt chán muốn chết. Mình đi rừng là bây giờ mình ăn mười mấy mạng ngon rồi. John ơi. John ơi. Cố lên bạn ơi. 200 vàng. Natalia các bạn ạ. Natalia các bạn ạ. Na ui giời ơi, nhảy tốc biến sướng thế. Đứng lại coi. Đỉnh mệnh. Mình đang lừa con Natalia các bạn. Mình đang lừa các bạn. Đây. Thời tới rồi, cản không nổi đâu. Ai mà cản được tôi trời. Rồi ngũ khí này. À đù, làm gì. Quay. Anh em ơi, chết tôi rồi. Mấy bạn ơi, cứu mình với. Em ơi, đừng. Một cái pha gọi là khiến cho Ngộ Không với cả Lữ Bố Tam bạn cây cứ không làm được cái gì. Ê giời. Muốn bắt tứ đâu có dễ dàng bạn. Hồi hồi. Bạn thấy cái tên của mình là gì không? Trời ơi dễ gì mà ăn được cái tứ. Ngon các bạn ạ. Về đấy lạng lách đánh võng lụm lứa được hai bạn ấy. Gọi là ngáo cần dư ngá. Thế quá thế quá. Mọi người thấy sao? Một cái pha xử lý tuyệt vời đúng không? Cho mình một like đi các bạn ấy. Một like, một đăng ký kênh và một lượt comment đi các bạn nhé. Vô bịch cái tực bạn ơi.
bán người nó kéo bảy ra đâu này. Ôi giời, kéo kìa. Ôi giời, kéo một quầy xuống kìa. John Natalia kìa các bạn ơi. Natalia kìa các bạn ơi. Ui giời, nó bắn mình kìa. Ui giời, nó bắn mình kìa. Tôi quần què rồi, thôi xoang rồi. Tao mình. Ôi giời, chê bốn người luôn kìa. Vâng, đây là một cái pha backdoor lịch sử. Backdoor anh em ơi. Anh em ơi. Chết cái chủ. Quất cái chủ, tại mình chết hết rồi, còn mình tui thôi. Backdoor. Mày hả bươi. Dù mình luôn. Win luôn. Win luôn các bạn ơi. Qua thấy mình backdoor hay không? Xứng quá. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Bye bye. Bạn nào muốn nick vào số của mình dưới phần mô tả video ấy các bạn. Giờ thì mình nghĩ đây.